bây giờ nạn dịch toàn cầu đang lâm vào cái nguy kịch thì cả nước Mỹ người ta xôn xao. Có những bây giờ là chợ búa là xếp hàng, nhất là Costco là xếp hàng ra tới cửa luôn. Em mình tình mình cũng không có thoát nha. Nghe mấy Phật tử kể là đi chợ rồi đó là xếp hàng từ ngoài sân luôn. Có những cái Costco là họ xếp hàng từ sáng sớm mà cho đến chiều tối. Ngày hôm qua bên Cali mưa, người ta vẫn xếp hàng. Thì nói như vậy là để mình biết rằng mình đang ở trong một cái thời kỳ mà bệnh tật, thật ra thì năm nào cũng có những vấn đề đó, nhưng mà lần này là cái lần nặng nề nhất mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là kinh tế, đời sống con người rất là nhiều. Chúng ta vừa xong cái đạo tràng 49 ngày tụng kinh Dược Sư. Tuy nhiên là bởi vì mình đang phát tâm cầu nguyện cho thế giới được thanh bình, đời sống của con người sớm trở lại bình an, cho nên mình phát nguyện là mỗi tối sau thời kinh mình sẽ lại kinh Dược Sư theo phương pháp mỗi chữ một lại. Thì đại chúng cũng biết đó là tất cả những cái đời sống của chúng ta tốt hay xấu nó tùy thuận vào cái phước và cái nghiệp của mỗi người. Thí dụ như hiện tại bây giờ mình đang ai mà nghe mình lâm vào cảnh này thì người ta nói gì, tội gì, tội nghiệp, tức là tất cả những cái tội mà chúng ta làm nó không ngoài cái nghiệp của mình. Còn nếu như mà mình đang gặp một cái hoàn cảnh có phước thì ta gọi là phước nghiệp, mà lâu nay ít có ai xài chữ phước nghiệp lắm. Đa số là thấy người nào khổ sở thì mình nói một câu gì, tội nghiệp quá. Nhưng mà mình quên rằng tội nghiệp nó cũng có một thứ nữa gọi là phước nghiệp. Vì nghiệp là cái việc làm của mình. Ví dụ như mỗi tối mình tụng kinh, đó là nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Thấy không? Thì người ta thấy mình ngồi tụng kinh ta nói phước nghiệp. Chữ chắc lưỡi đó là nói cho vui vậy đó, chứ đâu cần chữ chắc lưỡi đâu. Chỉ thấy người ta khổ mới chắc lưỡi một cái rồi nói tội nghiệp. Nhưng mà đừng quên rằng tội nghiệp thì cũng sẽ có phước nghiệp. Và đời sống của chúng ta nó tùy vào cái phước hay là cái họa mà tất cả đều do chúng ta, đời sống của chúng ta có phần ảnh hưởng. Pháp Hòa đang soạn cái bài, cái lời khấn nguyện để cho đại chúng nương vào cái bài đó để mỗi tối mình hướng tâm, mình cầu nguyện. Khi nào Pháp Hòa soạn xong, Pháp Hòa sẽ gửi cho quý vị. Rồi quý vị in cái bản đó ra mỗi tối. Ai không có tụng kinh thì cũng cứ hướng tâm đọc cái lời cầu nguyện đó. Tại vì nếu mà chúng ta thấy khổ mà chúng ta không có khởi lòng thương, như vậy là tâm từ của mình chưa có được tác động. Mình làm sao mình thấy người ta khổ mà mình tâm mình xót xa, thì mình biết rằng cái tâm từ của mình hồi tối, không phải Pháp Hòa nói đâu, Pháp Hòa khoe, nhưng mà hồi tối á, mở YouTube lên mà thấy cảnh mà người ta xếp hàng đi chợ, vô tới quầy nào cũng không còn gì hết trơn. Tự nhiên mình thấy thương, mà mình thấy trời ơi, tại sao mình ở cái thế giới này mà lâm vào một cái cảnh dễ sợ như cái, tự nhiên nước mắt mình nó tuôn ra, mà nó nghĩ rằng mình bao giờ mình nghĩ cái cảnh như vậy, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng mà, cho nên mình mới biết rằng cho dù là một cái cường quốc hay là một cái xứ văn minh cỡ nào đi nữa, họa đến thì không có chạy đâu được. Quý vị nào có dịp đọc nghe lại cái bài giảng không có thể, bài giảng không có thể, chúng ta học một cái bài kinh đó là một bài kinh là bốn điều không thể trốn thoát, đó là sanh lão bệnh tử, bốn điều không thể trốn thoát. Thì có những người người ta nghĩ rằng khi nạn tới thì dễ thôi, có thần thông mà chui vô núi, chạy lên hư không, chìm xuống biển. Nhưng mà thủy chung khi mà cái nghiệp lực nó đến rồi thì chúng ta không thể nào thoát được. Cho nên là nó có một cái trong Phật giáo mình hay nói có tam tai đó, thủy, hỏa, phong. Thí dụ như nước lụt nè, đó là một nạn rồi đó, nạn về nước đó, phong, rồi cháy rừng nè,
rồi những cơn trốt là có không, mình có hết trong cuộc sống của mình không? Có. Rồi đó là đã đại tam tai, còn tiểu tam tai là đói khát nè, bệnh tật nè, phải không? Mà hiện tới giờ đấy, con người sợ đói thì phải chạy đi lo miếng ăn, rồi bệnh tật. À, mà khi mà đó là chưa nói, nếu như người nào chưa chuyển được cái nghiệp thì họ có thể làm gì? Họ có thể đi cướp bóc. Quý vị biết là mấy tuần lễ nay bên nước Mỹ là người ta vô mua súng, tại vì Mỹ là có cái luật là mình được quyền giữ súng ở nhà, cho nên những cái tiệm bán súng bán sập đó, không còn cái súng nào hết. Người nào cũng phải thủ một cái súng trong nhà để làm gì? Vì họ sợ cướp bóc. Quá khứ đã có những cái chuyện là người ta, những cái cơn trốt nó đến đó, rồi chính phủ khuyên những người dân vùng đó là phải di tản. Thì khi mà họ di tản vậy thì những người cướp đó, họ đi vào những cái khu làng đó, họ thừa cơ hội là làng nữa, người ta đi hết, đập nhà, phá nhà, vô lục soạn để mà cướp bóc đồ đạc ở trong nhà đó. Cho nên tại sao chúng ta tu? Tu không phải đừng nói để mình thành Phật, thành tiên gì đó. Tu để chuyển cái nghiệp của mình. Tu để chuyển cái nghiệp của mình, mà cái nghiệp của mình được chuyển thì cuộc sống mình sẽ được chuyển. Có phải không? Mình tu mình, ví dụ thôi, hồi đó mình có cái tật nóng nảy, mình chuyển được cái nghiệp nóng nảy thì nhà mình nó sẽ hạnh phúc hơn, bớt gây gỗ hơn. Đó là chuyển gì đâu. Tu là vậy đó. Mình đừng có nghĩ là mình sẽ, cái chuyện thành Phật sẽ có, thành thánh, thành tiên sẽ có. Nhưng bây giờ nói gần cho ta. Mà cái nghiệp đó mà không chuyển thì Phật nào làm được, tiên nào làm được? Nếu mình chưa chuyển được cái nghiệp nóng giận của mình, cái niệm ích kỷ của mình, cái nghiệp bỏng sẻn của mình, thì mình chỉ ở hoài cái cảnh giới thấp thỏi đó thôi. Cho nên là mình tu là mình chuyển, nhưng mà chuyển cái gì? Chuyển cái nghiệp. Mỗi người chúng ta đều sống bằng cái nghiệp của mình. Nếu mà mình sống bằng cái nghiệp dở thì cái đó đúng là tội nghiệp rồi đó. Không có cần phải đợi tới người ta khổ nữa. Thấy cái người nào mà dễ nóng giận quá mà tội nghiệp đó. Cái tội của cái nghiệp nóng giận đó. Cái nghiệp nóng giận nó làm ra mình tội. Tại sao? Nóng giận thì nói lời tầm bậy. Mà hãy nói là tầm bậy thì mang tội rồi. Vậy thì mình tội là do cái nghiệp. Cái nghiệp mà chưa được chuyển. Còn nếu mình chuyển được rồi thì ai nói gì mình nó thôi kệ, nhịn đi. À, vừa rồi có người đó họ định nghĩa chữ COVID-19 là gì đó. À, chữ C là gì? Cắt giảm tiêu xài. Thí dụ vậy đó. Thì trong đó có một câu là chữ O là gì? Ở nhà thường xuyên. Rồi số 19 là gì biết không? Một câu nhịn, 9 câu lành. Họ giỡn thôi, họ đùa, nhưng trong cái đùa đó có chân lý. Trong cái đùa đó có chân lý. Ví dụ thay vì bây giờ mình ngồi mình khổ sở gì, mình lấy những chữ đó ra để mình định nghĩa nó. Mình định nghĩa nó. Thì ở đây cũng thế. Thí dụ bây giờ mình khuyên người ta thôi nhớ nha, một câu nhịn, 9 câu lành. Thí dụ vậy. Thì cái người sống được như vậy đó là nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp tốt thì người sống được nghiệp tốt thì có phước, cho nên gọi là phước nghiệp. Còn người sống bằng cái nghiệp đó mà tạo tội thì gọi là tội nghiệp. Nhưng mà xưa giờ đa phần là mình cứ nói một chiều thôi. Mình ít khi nào mình sử dụng cái chữ phước nghiệp lắm. Đa phần là thấy tội nghiệp. Thì thưa đại chúng, mình lại Phật. Thay vì mình ngồi chơi, mình hốt hoảng, mình lo sợ, thì mỗi ngày mình khởi một niệm lành lên. Thôi để tôi đi tụng kinh, tôi cầu nguyện cho nạn. Tại vì mình có trong này. Mới đầu á, là mới có Trung Quốc à. Mình cũng chưa có gì hết trơn á. Nhìn tivi thấy họ, lúc đầu mình nói xong, tội dễ sợ luôn á. Tội nghiệp vậy đó. Cái bây giờ mình cũng dính trong đó rồi phải không? Thì giờ thế giới này nhìn qua màn ảnh thế giới kia, mình nhìn qua nước Ý mình nói tội nghiệp. Rồi đây nếu mà Canada mà nó không ổn, nó tăng lên đào ào đấy. Giờ Canada cũng tội nghiệp. Đã là cái nghiệp chung của chúng sanh, mình đều có cái hợp tác ở trong đó hết, dù ít dù nhiều. Cho nên chưa bao giờ mà thiên tai đến mức độ
nạn tai đến mức độ là chợ búa như thế. Bây giờ tất cả những nơi công cộng, quý vị thấy không, phải hủy bỏ, mà những cái chương trình lớn là tốn bạc tỷ chứ đâu phải là ít đâu, cũng phải bỏ hết. Thế thì chúng ta hàng ngày mà chúng ta có bỏ chút ít của mình đi nữa đó, so với cái tổn thất của những cái chỗ lớn mình chẳng là gì hết. Thì đó cho cơ hội mình quán nữa, cho cơ hội mình quán nữa. Và mình phải thấy rằng, mình phải thấy rằng cái ông mà bây giờ là ông thủ tướng Canada, vợ ông mắc bệnh rồi đó, rồi bây giờ ông cũng phải bị cách ly để mà ngừa bệnh, rồi bây giờ hôm qua đây sư cô Nhật gửi cho quà là một bộ trưởng của Úc cũng dính rồi, dính cái bệnh này rồi đó. Cho nên mình mới thấy rằng nếu mà đã là nói bệnh tật già nua chết chóc, nó không từ bất cứ một người nào, nó không từ bất cứ ai, mà cái xứ mà gọi là mạnh và đông như là nước Mỹ bây giờ cũng đang đối đầu với một cái khủng hoảng, thì chúng ta đây cũng thế thôi. Cho nên phải hiểu rằng khi mà cái chúng ta có tu thì chúng ta chuyển. Tội nghiệp hồi sáng này có một cô Phật tử, cô có tâm lắm, cô gọi cho Pháp Hòa, cô mới nói thầy biết không, cách đây cô nói bao lâu đó, ở nơi con có một cái nạn bão tố, bão lụt gì đó, mà con thành tâm con cầu nguyện giảm tuổi thọ 1 năm để cầu nguyện cho cái tai nạn này. Thì con cầu nguyện đâu chút xíu sao là gió yên sóng lặng, rồi coi như là mọi việc bình an trở lại. Con nghĩ á, nếu mà thầy lên thầy giảng mà thầy khuyên hết cả thế giới này mỗi người phát tâm giảm tuổi thọ 1 năm chắc là cái nạn này sẽ tiêu, sẽ được đó. Pháp Hòa nói dạ, cái đó là cái tấm lòng của cô, nhưng mà mình khuyên thì cầu nguyện thì cũng có nhiều cách, không nhất thiết là phải khuyên người ta giảm tuổi thọ kiểu này đâu, mà người ta chưa có appreciate mình là người ta đã phiền não với mình. Trời ơi, sống 1 ngày người ta quý muốn chết, ở đây kêu người ta hy sinh 1 năm chưa chắc. Nhưng Pháp Hòa cũng có giải thích, có những Phật tử, có những người con hiếu thảo, người ta cúng dường cho cha mẹ người ta 10 năm tuổi thọ nhưng cũng đâu làm được. Tại vì sao? Cái gì nó cũng phải phối hợp với cái phước của mỗi người. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ đại chúng thương Pháp Hòa quá, trong khi Pháp Hòa đang bệnh, quý vị cho một món ăn gì đó làm sao ăn? Thí dụ bây giờ thầy Huệ Tạng đi, ông nhà 2 ngày nay ông nhổ răng, ông đau răng, ông không được nè. Bây giờ quý vị có mang cốc non tới, mang ổi, mang cái gì tới cho thầy đi nữa, thầy ăn được không? Không ăn được. Thì người không ăn được vì không có đủ sức để ăn thì cũng giống như cái phước vậy đó. Mình không có phước thì ai có cho cái gì mình cũng không nhận được. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất là rõ đó, người thân của mình có hồi hướng cho mình đi nữa thì đó là chuyện của họ, nhưng nếu chúng ta hàng ngày không chịu tu tập thì chúng ta không đủ phước để hưởng cái phần đó đâu. Chứ đừng có nghĩ rằng ôi khỏi tu đi, đợi mai mốt chết cái người thân mình hồi hướng cho mình, họ có cho mình không nhận được thì làm sao. Ví dụ giờ mình đang, thí dụ thế, đang đọa địa ngục rồi họ gửi xuống gì, ai cho vô lãnh? Hồi xưa quý hòa thượng hay nói đó, gửi giấy tiền vàng bạc xuống, hỏi xuống mà hãy người nào mà xuống dưới nghĩa là có tội mới xuống dưới, rồi mà gửi xuống dưới rồi gửi bạc tỷ xuống, có được ở không, có được thả tự do đâu mà nhận bạc tỷ đó, phải không? Rồi gửi nhà, gửi xe hơi xuống đó, rồi ở tù rồi ai nhận, mà đem đi gửi người ta cũng tốn tiền. Thí dụ vậy. Cho nên nói tóm lại, chúng ta đời sống của mình hằng ngày, quý vị để ý coi, cái suy nghĩ của mình, cái nói năng của mình, cái hành động của mình, một là làm việc tốt, hai là làm việc xấu, thì gọi là tạo tội hay tạo phước. Rồi thì từ cái chúng ta sống, nó ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng của mình. Người mẹ mà sống với con cái mà hay la lối, kêu nó cái gì cũng không có kêu đàng hoàng, cũng la lối, thì nó sẽ ảnh hưởng cái cách la lối đó. Còn nếu như mà mình lúc nào cũng nhỏ nhẹ với nó, khuyên lơn nó, gọi là ngọt ngào với nó, thì đứa con nó sẽ khác. Thành thử ra hồi sáng này cũng có một Phật tử hỏi Pháp Hòa,
Nếu giờ con thấy con đang đi trên một con đường mà có xanh có đen, thì mình đâu phải ông thầy giải mộng đâu mà phone tới xin giải mộng. Nhưng Pháp Hòa cũng phương tiện và nói đường là gì, là cái con đường mình đi. Đen là tượng trưng cho cái hắc pháp, xanh là màu thanh, là tượng trưng cho cái pháp lành. Nếu như mình đã có được một con đường thì mình lấy cái pháp lành, mình ôm ấp được cái pháp bất thiện, lấy cái màu xanh mình ôm được cái màu đen, thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bây giờ ví dụ như giờ trong chùa hay là trong nhà mình cũng vậy, thí dụ như ông chồng nóng tánh mà nếu bà vợ nóng nữa cái làm sao giờ ông chồng nóng tánh thì bà vợ phải nguội để làm gì, để ôm ấp những đứa con, và thậm chí ôm ấp luôn được cái chất cái bản tính nóng tánh của ông chồng để cảm hóa ông tự tử. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình không làm được gì hết, thay vì mình ngồi mình lo sợ thì thôi lo tu tập, mỗi tối lại Phật tụng kinh cầu nguyện, ai không biết tụng kinh thì cứ thắp cây hương lên, khởi cái tâm lành của mình lên, con cầu nguyện cho thế giới sớm được an lành, cuộc sống trở lại của người mọi người xuống trở lại bình thường, tai nạn bệnh dịch sớm được tiêu trừ, thí dụ vậy. Khởi lên thì mỗi ngày cái tâm từ mình khởi lên, và khi cái tâm từ mà có rồi đó thì đời sống của mình bảo đảm sẽ tạo phước nhiều hơn là tạo nghiệp. Tại vì đối với ai mình cũng khởi, mình nhìn họ mình cũng thương xót được họ, thì mình giảm nói những cái lời bất thiện. Pháp Hòa ví dụ thôi, chùa hàng tuần có mấy em nó tới nó xin cơm vậy đó, làm sao mà mình thấy nó mà mình đừng có háy quýt nó, mình thấy thương nó, mình sẵn sàng đi làm cơm cho em nó ăn, thì lúc đó mình biết dù chỉ là một hộp cơm thôi nhưng mà tâm từ của mình có rồi đó. Còn mình khởi một cái tâm chút xíu, trong kinh có nói thì mình sẽ thấy rằng ví dụ mình gặp mấy em đó mình háy quýt nó, mình có một cái thái độ với nó, thì mình phải biết rằng cái giây phút đó cái tâm từ mình nó đi vắng rồi, thì cuộc sống của mình làm sao mà người sơ nhở như vậy mà mình chưa thương được thì mình thương ai vậy, một cái người mà khổ sở trước mắt mình đó. Cho nên khi mình khởi được cái tâm đó đó thì đại chúng nhớ nha, trường hợp đó gọi là tâm đại thừa đó. Tâm đại thừa đó là cái tâm rộng lớn đó, lấy vô lấy cơm mà cơm đâu phải của mình cũng không phải của thầy trụ trì nữa, của bá tánh, cơm nó của bá tánh ta cúng vô đây. Hôm nào quý vị nghe cái bài giảng và nói về cơm của đó, nó có nhiều, mấy loại đó nha, gọi là thường trụ nè, thập phương thường trụ và hiện tiền thường trụ. Thí dụ như cái mà mình đem vô của vô đây nè, như nhà cửa nè, cái này là hiện tiền thường trụ nè. Tại sao? Tại vì cái này không cho ai được hết á. Nhưng mà cơm á, thức ăn á, là nó của thập phương thường trụ, ai cũng có thể hưởng được cái phần đó. Còn ở nhà này mình không cho được, lý do nó có một cái là sao cho, mà cho vậy không được. Cho nên có những của cải thì gọi là hiện tiền thường trụ, còn về vật chất mà mình đem cho được như cơm áo quần là thập phương thường trụ, ai cũng có thể nhận cái đó. Quý vị nghe cái bài giảng ở bên Cali hồi tháng 12 thì Pháp Hòa có giải cái chỗ đó cho mình hiểu được thêm những cái gì mà mình để làm chi, biết không, tâm mình mở ra. Mà dù một làm việc rất nhỏ nhưng mình làm bằng cả tấm lòng tình thương của mình, đó đều là đại thừa. Và chúng ta đang học kinh Đại Thừa Tứ Pháp, kinh Đại Thừa Tứ Pháp, và cái đề tài của cái bài kinh này là xe báo đại thừa. Mình chiếc xe này như là một cái tấm lòng của chúng ta chuyên chở được hết tất cả. Thì thưa đại chúng, là tối hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh này, tối nay là kỳ thứ 4. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tiếp: lại nữa, Bồ Tát cần phát bốn loại tâm như núi. Tâm như núi là tâm sao? Núi thì sao? Một là cao, hai là chắc, vững, phải không? Mình phải phát bốn tâm. Thưa đại chúng, ở trong này mình sẽ dùng cái từ là phát tâm.
Tâm thì ai cũng có rồi đó, nhưng mà có điều phát hay không thôi. Thấy không? Phong Hòa ví dụ như mấy chú, mấy cô thường về chùa đó, tất cả những việc làm của quý cô chú đều là phát tâm hết đó. Đều là phát tâm hết. Tại sao? Tại vì quý chú thấy cái đó mình cần giúp và đang rất cần mình, lăn xả vô. Tới trước cửa chùa thấy đóng tuyết, phát tâm xúc. Tại vì sao? Mình không xúc thì cái chỗ này nó còn hoài, người ta đi người ta té. Cho nên thật sự mà ngày hôm nay chùa mình mà được tiếp tục duy trì mỗi sinh hoạt cũng đều nhờ vào sự phát tâm của quý cô, quý chú, quý Phật tử. Tại vì quý vị không phát tâm thì việc làm sao mà nó xong được đó. Cho nên tất cả đều phát tâm hết. Lại nữa, cần phát bốn loại tâm như núi. Thế nào là bốn? Một là người xin ăn không có tâm thù hận hiềm khích đó. Mình thấy cái người người ta đến xin mình, có khi người ta không có xin, có nhiều lúc người ta đến xin mình một cái sự thông cảm, một cái sự tha thứ mà mình cho họ được đó. Cái đó cũng là một cái phát tâm lớn rồi. Nhờ ở đây nói trực tiếp là đến người đến xin ăn không có tâm hiềm hận, thù hận hiềm khích, nghĩa là ghét bỏ họ. Người hướng về đạo ác sinh tâm từ thương xót. Mình thấy người nào mà sống bằng cái tâm còn họ, con đường họ đi là con đường sống. Ngày hôm qua có một cô Phật tử lên nói chuyện với Pháp Hòa, thì cô mới nói bây giờ là con của cô nó đi vào một con đường tội lỗi, làm những điều sai quấy. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ người mà ôm ấp nó đầu tiên nhất chính là cô thôi. Tại vì chỉ có cha mẹ mới thương con tận cùng và chấp nhận hết. Con mình có làm sai quấy cỡ nào cũng phải chấp nhận nó, chứ ai làm sao mình bỏ nó được. Và mình phải thấy rằng cái con đường nó đi mà tại sao nó biết cái đó xấu, nhưng mà bởi vì cái nghiệp lực nó lôi kéo, nó không cưỡng lại được. Đôi khi mình cũng vậy nè. Pháp Hòa nói đơn giản cái chuyện nhỏ thôi. Có những món ăn mình thích mà bác sĩ biểu cử, nhưng mà thích quá rồi làm gì giờ? Thôi bóc miếng đi. Cho tôi miếng ăn đi. Chúng tôi thèm quá tôi chịu nói. Đó, một cái tới đôi khi một cái ăn nhỏ thôi mà đôi khi chúng ta cũng không cưỡng lại được. Huống chi là những cái điều mà chúng ta bị ham mê trong cuộc đời này. Và thế lại chúng cái người mà họ ghiền cờ bạc khổ lắm. Mới đây có một em nó mới chia sẻ nè. Nó đi làm trong một cái văn phòng. Rồi thấy cái bà này đến thì bà than khổ. Em nó mới mua một cuốn sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, với cái tâm niệm là cho bà đọc để bà mở lòng và bà sống theo đó thôi. Tại vì cái quan niệm của Phật giáo là gì? Chỉ cần người ta sống tốt, không cần người ta phải đổi đạo, ta làm gì hết. Ô cha, bà đọc mấy cái trang đầu bà thích lắm, nào là chánh niệm, nào bà gạch đích, bà highlight mấy cái từ đó hết. Đọc tới đoạn các bà thấy chữ Buddha, teach cái này, Buddha dạy cái kia, các bà khép cái cuốn sách lại, bà đem trả cho bà nói cái tôi không thích gì, tôi sợ đổi đạo. Thấy không? Mà em nó có tâm đó đâu, nó chỉ thuần túy là chỉ muốn là giới thiệu bằng một quyển sách để làm sao bà đọc, để bà hiểu biết và bà mở mang cuộc sống bà lên cho bà hạnh phúc. Nhưng người ta rất là hạn hẹp ở một con đường, vì người ta nghĩ rằng con đường người ta đi là vậy, mình đang cố tình giới thiệu người ta một con đường khác. Nhưng mà không, mình không hề có cái ý đó. Thì em nó nói ra là Pháp Hòa hiểu liền, tại vì mình cũng từng như thế. Có những người á, mình nói chuyện rất là khó, là tại vì mình rất là cẩn trọng, vì không khéo sợ người ta mình nghĩ rằng mình đang đem một tôn giáo, một đạo giáo cho nó, chứ đâu phải dễ, phải không? Cho nên á, người hướng về đạo ác sinh tâm từ thương xót. Chữ ác là gì? Chữ ác nó chỉ có thuần nghĩa là
tổn giảm thôi. Họ đang sống tổn giảm đời sống của họ quá. Ví dụ như vợ chồng mà mình nói những cái lời mà làm cho đau lòng nhau, đó là tổn giảm rồi đó. Tổn, người kia bị tổn thương và giảm đi cái tình thương, giảm đi hạnh phúc. Khi một con người bị tổn thương thì nhất định cái positive nó bị giảm. Cho nên là ác thôi. Chữ thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Mình nói cái gì mà mình tăng ích được cho mọi người, mọi loài thì nên nói. Nói cái gì mà làm cho người ta tổn giảm không nên nói. Thì thấy một người đi vào con đường sai, thấy thương quá. Tại vì Hòa Thượng có dạy là lấy kinh, Hòa Thượng lấy kinh Phật dạy về bốn loại thức ăn. Trong kinh có một bài kinh gọi là bốn loại thức ăn. Thì trong đó có giải thích cho anh biết mình ăn như thế nào để đem lại hạnh phúc cho bản thân. Thì trong đó cái ăn đầu tiên nhất gọi là gì? Là đoàn thực. Đó, ví dụ mình ăn hàng ngày là cơm, bánh, trà, nước, chè, xôi đó. Tất cả những cái gì mình để vô miệng mình ăn là đoàn thực hết. Nhưng cũng có những thứ đoàn thực nó hoàn toàn nó làm cho mình bệnh tật, như là rượu, như là thuốc, ví dụ vậy. Rồi có những người, người ta đâu cần ăn gì, người ta nuôi một cái hoài bão. Có một chị Phật tử viết cho qua cái thơ là: con nghe những bài giảng thầy quá hay, và con ước gì á, các em nó cũng hiểu, cho nên con đang có cái ý là sẽ subtitle, sub English, tức là chạy chữ, thầy giảng tới đâu dịch ra cái đoạn đó rồi chạy bằng tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ nó đọc, cho những người Mỹ họ được hiểu. Mình phải tán thành cái đó. Pháp Hòa nói cái đó là điều Pháp Hòa đang muốn, nhưng mình chưa làm được. Và hôm nay có người phát tâm làm thì nên làm. Mà trả lời rồi với chị là mình đồng ý làm và khuyến khích làm, nhưng mà chưa thấy chị trả lời lại. Nhưng mà nếu như người nào khởi một cái ý niệm đó thì đó là cái gì thật biết không? Cái đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là nuôi một cái hoài bão tốt để làm cho người mình phấn đấu. Nhưng mà cũng có những hoài bão khổ đau lắm á. Ví dụ quý vị có nhớ Việt Dương Câu Tiễn không? Nhớ không? Ông mà bị bắt làm con tin đó, phải không? Ông nuôi một cái hoài bão là có ngày ông sẽ phục thù rửa hận. Cái đó cũng là một tội loại tư niệm thực. Nhưng mà cái tư niệm thực này nó làm mình khổ lắm. Nó làm cho mình nuôi một cái, thí dụ như tôi nhất định có một ngày nào tôi phải giết cái người đó. Tất cả những cái đó đều là tư niệm thực, nhưng mà thuộc về loại không tốt. Nhưng nếu mình khởi lên một tư niệm thực tốt, ví dụ như Tuệ Trì mới hồi chiều này chia sẻ, nói con ước là mai mốt con gom hết những bài giảng của thầy lại, rồi bắt đầu mình mới soạn lại để khi người ta cần về cái mục nào đó mình có, mình cống hiến cho người ta liền. Chưa làm, nhưng mà khởi cái tâm đó, nuôi dưỡng cái hoài bão đó, cái đó gọi là tư niệm thực tốt. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta ai cũng có tư niệm thực hết. Ví dụ bây giờ mình đang nuôi một cái tư niệm thực là cầu cho thế giới sớm được an lành, xã hội trở lại cuộc sống bình thường, cho cái nạn dịch này sớm giải trừ. Đó là một tư niệm thực. Cho nên nhiều khi mình chỉ nhớ tới cái đó thôi là vui, không ăn được, có không? Nhưng mà có những người mình thù ghét, mình nhớ tới cái mặt đó thôi mình no. Mình nhớ tới cái tiếng đó thôi là mình hết muốn làm gì rồi. Thì cũng là tư niệm thực. Chứ con người mình nó có bốn loại thức ăn, nhớ ha. Một là xúc thực, hai là đoàn thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thức thực tức là những cái nhận định của mình. Thì ở đây á, người hướng về đạo, ác thì sinh tâm từ thương xót. Thấy một cái người nào họ đi trên con đường sai quấy thì mình phải xót thương. Thứ tư, trí tuệ ba la mật tâm thường không buông bỏ. Thưa đại chúng, mà trí tuệ nó khác với trí thức.
Con người chúng mình hàng ngày mình học hỏi để mình mở mang gọi là trí thức. Còn trí tuệ từ đâu ra? Trí tuệ là phải tu mới có. Mình tu tập. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa ví dụ như mình coi một cái bản vẽ, mình học cái cách xây nhà, học đó là mới học thức thôi, tri thức thôi. Nhưng khi mình đi vào cái công việc đó, ôi cha, tự mình phát minh ra những cái rất là hay, làm cho nó linh động mọi việc. Giây phút đó là trí tuệ. Cái này không có bài bản, nhưng mà tự mình phát minh ra do cái kinh nghiệm của mình, do cái mình mới đầu là mình nương nhờ vào trí thức, rồi mình nương vào đó để mình sống, mình thực hiện cái việc của mình, và một từ từ cái trí tuệ mình nó sạch. Mình tu cũng vậy á. Đó, tu cũng vậy, học kinh là học sao cho hết, kinh quá trời mà. Nhưng mà nhờ mấy cái bài đại giảng đó, rồi từ từ trí tuệ mình nó phát, rồi tự nhiên mình đọc kinh gì đó mình cũng có thể vận dụng trí tuệ mình, tư duy mình hiểu biết được cái bài kinh đó, mặc dù chưa bao giờ nghe chú giải, dù mình chưa bảo đảm là mình trúng 100%, nhưng mà ít nhất nó cũng giúp cho mình hiểu được một phần nào của cái bản kinh đó. Cho nên trí tuệ, mà nếu trí tuệ đó mà đến cái chỗ ba la mật là gì, là viên mãn, là rốt ráo, thì người nào mà có trí tuệ viên mãn như thế thì không có buông bỏ cái gì hết. Chữ buông bỏ là gì? Chúng ta biết tiếp nhận cảm hóa mà chúng ta không có đẩy ai hết. Vậy thì bốn thứ tâm mà phát như núi, nghĩa là phải nuôi cái tâm không có thù hận, vững chắc như núi. Thấy người ta đi vào sai đường thì phải khởi tâm thương xót, tâm thương xót đó phải như núi. Rồi trí tuệ ba la mật không có buông bỏ, phải như núi. Cái thứ tư là gì? Tu được các hạnh, tâm đều tới chỗ cùng tận. Thế nào gọi là tu được các hạnh? Hạnh gì làm cũng được hết. Mấy chú Phật tử mình thấy giỏi không? Cầm búa, xây nhà, làm những việc lớn được á. Vậy mà bữa nào Tây Thiên lạnh quá không lên được, xuống bếp sắt rau, lặt rau, rửa chén vẫn làm được. Chuyện gì cũng làm cũng được hết. Đó là tu các hạnh đó. Mà tu các hạnh đó đến cái chỗ cùng tận không phải dễ. Có nhiều khi người ta nghĩ vậy nè: tôi vậy mà bắt tôi đi rửa chén hả? Tôi chỉ làm việc lớn thôi. Thì cái này là hơi kẹt à. Còn nếu mình sống sao mình thích ứng được. Bây giờ Pháp Hòa nói, cho dù các cái cửa tiệm mình có đi chợ mua cỡ nào đi nữa, người ta nhập hàng về ta bán sao cho đủ hết mọi người. Mà lý do nào mà đi Costco nhiều? Tại vì Costco mới được return. Thử đi chợ Tàu có return được không? cho nên mấy chợ Tàu cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà những chợ Mỹ thôi, Sam Club rồi Costco gì, mình không thích mình có thể mình return được. Cho nên mà quý vị thấy không? Trời, vậy chứ nạn chứ cũng tính dữ lắm. Cũng phải tính chứ. Đúng là gặp nạn phải tính đó. Cho nên tu được các hạnh, tâm đều tới cùng tận, nghĩa là làm sao cái tâm của mình làm hết lòng với các hạnh. Vì sao? Vì chúng ta có cái tâm từ rồi thì việc gì những lúc người ta cần thì tại sao mình không làm? Bây giờ người ta không cần mình làm việc lớn, hiện đang ta rất cần mình làm việc nhỏ đấy. Mà nếu mình làm cái việc đó mà tâm mình không có khởi buồn phiền gì hết thì cái việc làm nhỏ đó nó vẫn đi tới cái chỗ vững chắc như núi được. Cho nên bốn cái đó là bốn cái tâm phát như núi. Lại nữa, Bồ Tát cần phát bốn loại tâm chuyển biến tốt đẹp. Ở trong bản tiếng Hán gọi là tứ chủng chuyển thắng tâm. Thắng tâm là cái tâm gì? Cái tâm vượt, cái tâm viên mãn, thù thắng, tốt đẹp.
Ở trong nhà Phật á, làm gì cũng kêu thù thắng đó, đó. Ví dụ nãy ngồi á, tụng kinh và lễ Phật vậy đó, lễ Phật công đức thù thắng hạnh. Cái lễ Phật, cái công đức lễ Phật này là cái hạnh thù thắng lắm, cái hạnh cao tột lắm, cao đẹp lắm. Thì ở đây cũng vậy, nếu chúng ta chuyển được bốn thứ tâm này thì đây là bốn thứ tâm chuyển một cách thù thắng tốt đẹp. Hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là tu là làm gì, mình chuyển. Tu là để chuyển. À, có lần Pháp Hòa gặp một cái em đó, nó đi tu, nó xin phát tâm vô chùa tu. Nhưng mà rồi vô chùa thì kẻ dày người khác, kẻ thương người không thích rồi vô vậy. Em nó thôi buồn, xin thôi lui. Thì Pháp Hòa có nói vậy, Pháp Hòa mới nói là nếu như mình phải định nghĩa được chữ tu mình là gì. Mình muốn đi tu nghĩa là mình muốn đi trên con đường chuyển hóa. Chuyển mà. Thì mấy chục năm trời mình sống ở ngoài đời là mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Bây giờ mình muốn đi vào con đường này là mình muốn chuyển hết những cái nghiệp đó qua một cái nghiệp khác. Pháp Hòa ví dụ, ở nhà mình ngủ tới 9 giờ sáng, vô chùa phải chuyển cái nghiệp đó đi. Không chuyển được cái nghiệp đó làm sao tu? Một cái ví dụ thôi. Ở nhà mình ở trong phòng, tới giờ ăn á, má réo mình, con trai ơi xuống ăn cơm con, hay là con gái ơi xuống ăn cơm con, vô chùa phải chuyển cái nghiệp nằm phòng chờ tao kêu đi. Trời, làm gì có chuyện đó. Thậm chí là toàn thể đại chúng không cần ai mời mọc, nghe chuông là tự biết giờ đó là giờ ăn, giờ đó là giờ tụng kinh, giờ đó là giờ ngồi thiền. Nghe chuông là phải tự biết chứ, cái gì cũng chờ người ta tới gõ cửa người ta thỉnh hết sao được. Vậy có mà Pháp Hòa nói vậy đúng không? Mình tu là mình phải chuyển cái đó chứ, mình không chuyển sao mình tu. Thì cái tánh tình của mình cũng vậy. Mình ở nhà mình làm ông làm bà gì không biết, nhưng mà vô chùa rồi á, mình làm một cái thôi, làm chú tiểu. Cho nên mình giờ 60 tuổi mà vô chùa cũng phải nghĩ mình như chú tiểu. Chú Trung Chánh mới gửi cho Hòa cái thơ. Chú nói thưa sư phụ, con ở đây tu tập rất là hạnh phúc, và con luôn nhớ lời sư phụ dặn, đi tới đâu mình luôn luôn nghĩ mình là người nhỏ nhất. Pháp Hòa lúc nào cũng tâm niệm như vậy, mình tới đâu mình cũng nghĩ mình là người lớn. Để làm chi biết không? Mình luôn luôn phải đứng khép nép ở đằng sau. Rồi thí dụ người ta thấy đúng nào ghế nào của mình, ta đẩy mình lên, tự nhiên trồi lên trên, ta đây không phải xuống đây. Trời ơi, quê lắm. Lúc nào mình cũng nghĩ mình là người nhỏ. Và qua dặn mấy chú vậy, đi tới đâu cũng vậy hết. Đừng có lúc nào mình cũng nghĩ mình là cái người mà ăn trên người trước, mình lúc nào phải là người nhỏ. Thì chú viết cho qua cái thơ, cũng hai trang giấy nhưng mà trong đó một đoạn chú ghi vậy đó. Chú nói là con sám hối sư phụ là con ít có phone về chùa thăm thầy. Hôm Tết con có gọi về nhưng mà không có gặp được thầy. Nhưng mà lúc nào con cũng nhớ lời thầy dặn là đi tới đâu mình làm việc gì mình cũng nhớ mình là người nhỏ nhất. Thì ở đây cũng vậy, mình phải chuyển được cái nghiệp của mình thì mình mới tu được. Mình không có chuyển nghiệp, dù mình ở chùa mấy chục năm cũng y vậy à. Chứ quan trọng là phải chuyển được cái nghiệp của mình. Mà trời ơi, chuyển được ta nói ôi cha, thù thắng. Pháp Hòa nói ví dụ ha, có những người không ăn chay được, tự nhiên ăn chay được. Đối với mình ăn chay thường mình thấy thường, mình nói đâu có gì. Nhưng mà đối với họ là một sự thay đổi rất là tuyệt vời. Mà thậm chí người thân của họ cũng sẽ mừng hết sức, là vì không bao giờ họ ăn được một bữa chay. Vậy mà tự nhiên giờ họ ăn được, họ mừng lắm. Mình ngồi tụng kinh suốt ngày mình thấy bình thường, chứ người nào mà ngồi yên tụng đường tiếng ta mừng dữ lắm. Ta nói trời ơi, bữa nay tôi tụng kinh đường tiếng rồi, hồi xưa tôi dễ gì, tôi ngồi một chút là tôi khó chịu rồi.
Mình bây giờ một ngày mở ba cuộc băng giảng mình không thấy gì, chứ người ta ngồi nghe hết một cái bài giảng đó là người ta mừng lắm, tại vì xưa giờ ta nghe không được. Người ta có thể ngồi coi Paris by Night 4-5 tiếng, người ta không có thấy bệnh hoạn khổ sở gì hết đó. Mà còn nghe cái ông lải nhải suốt một tiếng đồng hồ là nó nặng, nó mệt lắm. Chứ mình không thấy thôi, chứ cái người mà người ta không được như vậy mà hôm nào ta làm được ta mừng lắm. Cho nên mình cũng vậy. Thì Pháp Hòa có nói với em đó, thí dụ hôm nay á, em rời khỏi nơi này, ok, nhưng nhớ mai mốt có đi tìm được chỗ khác, đừng sống bằng cái tâm này nữa. Tại vì mình sống bằng cái ta hả, ai động tới sách vở đi, ai động tới sách vở đi, thì suốt đời này em có tu đâu được, không thể nào thực hiện được trên đường tu mình. Cho nên quý vị có nhớ và có thưa một câu chuyện không? Con chim nó tới, nó đậu ở nhà người ta lấy đá người ta chọi nó hoài. Nó mới nói với bạn đó, nó nói thôi tôi buồn quá tôi phải dọn nhà đi. Hỏi tại sao anh dọn nhà? Người ta cứ lấy đá người ta liện tôi hoài. Tại sao người ta liện anh? Người ta ghét cái tiếng kêu của tôi. Thì cái anh bạn mới nói trời ơi ông ơi, cái quan trọng là ông đổi cái tiếng kêu, ông đổi cái chỗ ở nó không có work. Có phải không? Mình phải đổi cái bệnh tật của mình, cái nghiệp của mình, chứ không mình ở bây giờ mình không ở chùa A mình qua chùa B mà cái nghiệp y vậy à, thì mai mốt à mùng 3 hồi bữa hôm ở chùa đầu mới tới mùng 3 mình đi qua chùa kia ráng tới mùng 7 qua tới chùa thứ ba ráng tới mùng 10 mùng 3 mùng 7 mùng 10 có sàn có sảy có ngày cũng giống. Tại vì sao? Mình không chuyển được cái nghiệp đó. Cho nên mình không cần biết mình làm gì, nhưng nếu anh muốn làm cái gì anh chuyển nghiệp. Pháp Hòa ví dụ, mình ham đi chơi, cái chân mình là cái chân ham đi chơi mà mở nhà hàng thì ế đắc cũng phải ở đó. Nếu anh chấp nhận mở nhà hàng phải không, chuyển cái nghiệp đi chơi. Còn thích đi chơi quá, thích đi rong quá, không thể mở nhà hàng được. Thành thử nó muốn làm cái gì phải chuyển cái nghiệp đó. Bây giờ cái anh thích ham uống cà phê, ha, tối nào cũng phải đi chơi mà ham có vợ, không có vợ nào chấp nhận cho chồng đi rong kiểu đó. Nhưng mà ngược lại, trời ơi ổng đi rong tôi khổ muốn chết, bữa nay ổng chuyển ổng đi chùa rồi phải mừng. Ổng chuyển đi chùa chứ ổng đâu có đi đâu xa, ổng đi tạo phước mà. Thật ra mình phải biết có những người người ta chuyển từ cái nghiệp này sang cái nghiệp khác. Vậy thì cuộc sống của chúng ta chỉ cần chúng ta chuyển được một cái tật rất nhỏ, nhưng đối với người khác, ô đại thừa, đại thừa. Thí dụ như ở chùa đây mình lại Phật thường xuyên trăm, đâu có thấy gì phải không? Người mà, những người mà đi theo suốt 5 ngày qua mà lại được 500 danh hiệu Quan Âm, trời ơi mừng dữ lắm. Nói trời ơi hồi nào giờ con đâu có lại Phật dữ vậy mà bữa nay con lại được vậy. Có những lúc mà tụng kinh bộ nè, có những Phật tử chạy lên, con cảm ơn thầy lắm nha, nhờ thầy tổ chức cái khóa tu mùa đông trì kinh này con mới được cơ hội con trì nguyên bộ kinh, chứ con thỉnh bộ kinh này về hoài. Nhà con kinh gì cũng có. Nhưng mà người ta thấy cái tủ kinh nhà con là nó trời kinh thiên động địa. Nhưng mà con đâu có tụng, đâu có đọc gì đâu. Nhờ có đại chúng về mình đọc. Cho nên thưa đại chúng, bốn loại tâm chuyển biến tốt đẹp trong kinh gọi là tứ chủng chuyển thắng tâm. Mình chuyển được cái tâm đó là nó thù thắng lắm, nó vượt bội, nó vượt trội. Hồi xưa mình ở đây có một vị ghiền thuốc lá mà siêng tu. Trời, bác quan trai tháng nào cũng có mặt nha, mà mỗi lần mà thọ tới cái giới thứ 8 là nín, hay là giới thứ 5 là không có nói mô Phật giữ được. Tại vì đó, như chư Phật suốt đời không uống rượu hút thuốc, quý vị một ngày một đêm không uống rượu hút thuốc có thể giữ được không? Nín thình. Để chi biết không? Trưa lén ra cửa, Pháp Hòa đứng trên nẻo và thấy hết. Nhưng thôi kệ, người này hồi xưa giờ là khét tiếng giang hồ, giờ mà vô tới trong này được rồi là mình mừng rồi phải không? Kệ đi, trong tám giới mà giữ hết á,
rượu chè cũng bỏ, chỉ có một cái điếu nhang nó bỏ không nổi thì thôi cũng được. Thì có một lần Pháp Hòa nói với một em, nó nói là cái khuyên nó làm gì, nó nói khó lắm thầy ơi, à khó lắm. Thì Pháp Hòa mới nói ok, mấy ngày nay anh ở đây nè, trời mùa đông lạnh hai mấy độ, chân cẳng thì yếu ớt đi không nổi, vậy mà ráng mặc cái áo lạnh vô lết cầu thang từng lớp ra cửa đứng hút thuốc, khó không? Khó vô cùng mà làm được. Cái chuyện mình đó là đi từng bước từng nấc thang lên tới cửa 28 độ trừ mà ngồi ngoài hút điếu thuốc, chuyện khó vậy mà làm được. Thế thì nhịn nhục nhẫn nại kêu khó lắm được, tại sao cái chuyện khó kia mình làm được mà cái này mình kêu là khó làm được, thấy không? Thành nó do mình. Pháp Hòa mới nói tại sao cái chuyện đó nó hại phổi nè, bệnh tật nè, mà ông ra ngoài đó không ai khen hết trơn á, mà người ta còn thấy tội nghiệp nữa, trời thấy tội ghê. Thấy không? Chứ thì quý vị cũng thấy có mình chuyển được cái đó thôi. Chứ quan trọng á, có những cái chúng ta người là khó, mà tại sao có những cái nó khó cùng cực mà chúng ta vẫn làm được, mà có cái khó này chúng ta làm được. Tôi cái gì cũng được á, mà biểu tôi nhịn nó là tôi nhịn không được. Cái đó cũng là một cái khổ rồi đó. Thì mà người nào mà chuyển được cái nhịn nhục đó mừng lắm. Vậy thì bốn cái chuyển tâm này là gì? Một, giữ giới chuyển biến tốt đẹp. Mình mà giữ giới thì mình chuyển được mọi việc nó tốt đẹp hơn. Ở bên Tích Lan á, tất cả những người dân của Tích Lan á, chính phủ không cho được quyền đi câu cá bắn chim, tại vì phải giữ giới sát sinh. Chỉ những người nào làm một cái công việc là chài cá lưới tôm để mà sản xuất thực phẩm cho cả nước thì người đó có cái license, có cái bằng để làm cái nghề đó. Còn ngoài ra người dân thường không được làm việc đó. Ở bên Tích Lan á, người ta nếu người ta bắt được mình mà giết chó mà ăn đó là phạm tội phạm pháp ạ. Cho nên những con chó ở bên Tích Lan nó rất là nhiều, và thậm chí nó đi không sợ hãi. Hôm rồi Pháp Hòa đến nhà của một Phật tử người Lào. Thế thì ở khu vực nhà chú thỏ nó chạy nhiều lắm, con nào cũng lấy tròn vo. Chú mới nói khu vực nhà con thỏ nhiều lắm, mà ở đây á, nó tung tăng, nó không có sợ mình gì hết trơn á, chứ ở xứ con mấy đây là xong hết rồi đó. Thấy không? Thật ra giữ giới là gì? Khi chúng ta sống chúng ta có tuân thủ một số những cái quy lệ. Ví dụ như là hiện tại đây nè, người ta luôn luôn nhắc nhở mình, nếu mình ở các nước châu Á về, lúc đầu nghe nói châu Á nha, bây giờ là toàn cầu rồi đó. Hồi xưa là mới đầu là cấm châu Á thôi, bây giờ là hầu như là tất cả các nước. Mỹ bây giờ là gom lại chỉ còn có 13 phi trường mở cửa thôi. Dễ sợ không? Chỉ còn 13 phi trường còn mở cửa để cho có cái sự thông thương qua lại, chứ còn một số phi trường là phải đóng cửa. Và Mỹ không cho các nước Âu Châu qua, và thậm chí có thể trong tương lai luôn cả nước Anh. Có chưa? Thì hôm qua có không cho nước Anh thì có người mới đặt câu tại sao không cho nước Anh, tại vì Anh không có nằm trong khối Âu Châu. Còn nếu muốn nói chung là phải nói là không có Âu Châu cộng nước Anh, vì nước Anh là một nước độc lập không nằm trong khối Âu Châu. Thì nếu như mình tuân thủ, mình bệnh thì mình tuân thủ cái đó thì mình đỡ cho người khác hơn. Nguyên từ đi thăm gia đình, thăm ba mẹ bệnh thì mới gửi thư về là con xin tự nguyện, sau khi từ Mỹ quay về con xin tự nguyện cách ly đại chúng 2 tuần. Thì cái đó là mình tuân thủ như vậy để cho mọi người yên tâm.
Chứ thật sự cô từ Mỹ về mà đâu có đi đâu. Nhưng mà tại vì bây giờ ở đâu mình cũng nghi ngờ hết á. Ngày hôm qua đó Pháp Hòa phải từ chối một cô ở xa đến. Mà thiệt sự là đây là một điều bất đắc dĩ lắm. Chứ mình hoàn toàn không muốn. Bây giờ cô ở xa cô đến, cô mua vé qua đây rồi, mà tới chiều lại mình mới nhận tin là tất cả các nơi không được tiếp. Trời trời ơi, buộc lòng mình phải gọi mình xin lỗi cô hết sức, vì mình không có muốn như vậy. Rồi cô không có chỗ ở, cuối cùng Pháp Hòa phải phone cho em của anh Nhung, em vợ anh Nhung, là con bác Diệu An, năn nỉ mấy chị là tiếp cô giùm, giống như đưa cô về rồi lo cho cổ trong mấy ngày cổ không được qua đây. Thì thưa đại chúng, và có giải thích là nếu như mà cô chịu khó được như vậy, mình dịp khác thì Pháp Hòa cũng đỡ khó xử, mà đại chúng cũng không, ví dụ cô qua đây rồi người ta biết cô vậy đó, ở xa tới người ta né cô cũng tuổi, tự nhiên cô tới đây mà cô thăm mà ai cũng 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 lánh cô hết thì cô cũng buồn, phải không? Thành thử thôi, thà cô ở đâu ở đó đi, rồi dịp khác cô ấy. Chứ bây giờ cô qua mà người ta đối xử với cô vậy, Pháp Hòa cũng không được. Mà nếu Pháp Hòa dị tình cô mà đại chúng có chuyện gì thì mình lãnh trách nhiệm. Pháp Hòa mới đưa một bằng chứng là cô thấy không, mới đây có một cô ở Việt Nam đó, cổ đi về rồi cổ không có chịu khai bệnh hay sao đó, mà giờ quá trời người bệnh, là người ta làm thơ, người ta chế nhạc, người ta la gũ, người ta chửi người sùm trên trên mạng. Thì Hòa đưa cái ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng á, mình sống ở đâu nó đều phải có những cái quy 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 luật hết á. Mình không có theo cái đó mình làm phiền người khác. Thì nếu mình chuyển được cái tâm bất cần, có nhiều người nó cũng không có theo luật lệ gì hết trơn á. Hồi xưa có một cái vị đó ở nước Mỹ mấy chục năm mà không vô quốc tịch, à xin lỗi, ở Canada mấy chục năm mà không vô quốc tịch đó. Biết tại sao? Tại vì Canada còn trực thuộc nước Anh, mà nước Anh là có nữ hoàng, cho nên ổng nói là nếu tôi đi thi quốc tịch tôi phải quỳ lạy với một bà người đàn bà. Không không, nhất định không vô quốc tịch. Tại vì nói là tại thì ông theo xưa mà, phải không? Ông theo xưa là gì, dưới gối của đàn ông là có vàng, cho nên không bao giờ quỳ phụ nữ à. Cho nên ông ở đây, ông nói với bà là ông ở đây dứt khoát là không vô quốc tịch, tại vì Canada vẫn còn trực thuộc nước Anh, mà nước Anh là có nữ hoàng, cho nên bắt ông quỳ dưới chân bà nữ hoàng là không được. Vậy là bác này cũng không có đi cầu hôn. Nếu cầu hôn kiểu Mỹ là phải quỳ xuống. Thì mình ở đâu cũng vậy, mình ở đâu mình cũng đi theo cái lệ đó, cái luật đó, mỗi nơi người ta có cái luật lệ. À, thí dụ như là mình nói là nước có quốc pháp, gia có gia quy, mình ở đâu mình phải theo cái luật lệ đó thì mình sẽ không bị lố, và đồng thời đó là một loại chuyển biến tốt đẹp. Mình biết sống tùy thuận theo luật lệ. Hiện tại bây giờ, ví dụ bây giờ quý vị biết không, chợ Hàn Quốc đó, người ta cũng đổ xô qua chợ Hàn Quốc đi chợ, phải không? Bây giờ chợ tới chợ Hàn Quốc là mì gói kim chi đó, mỗi người mỗi gia đình chỉ được mua một phát thôi. Rồi giấy đi cầu đấy, mỗi người một phát. Rồi bây giờ cái thời buổi nó loạn đến mức độ người ta vẽ hình Đức Quan Âm, thay vì Quan Âm cầm bình nước, cầm nhành dương, bây giờ vẽ hình Quan Âm cầm hai cây toilet giấy đi cầu. Nó kiểu mà để chế giễu cái kiểu như vậy đó, để và nó để trên mạng luôn là tissue gì toilet tissue khoan dinh, Quan Âm cầm giấy đi cầu. Rồi những cái đại nhạc hội bây giờ người ta không có trúng iPad, iPhone gì, nó trúng gạo với trúng giấy đi cầu. Bây giờ để lên những cái đó chương trình nhạc gì không, quý vị đến là mua ủng hộ những cái tiết kịch gì đó là trúng. Thì có một em Phật tử gửi cho Hòa cái thơ, cái mail, gửi cái poster lên để dưới câu gì biết không, khi gạo được lên ngôi. Hồi xưa là cái gì, như khi khi ăn mày được lên ngôi, khi cái gì lên ngôi, bữa nay khi gạo được lên ngôi.
Thì ở đây thế mình chuyển cuộc sống của chúng ta là chúng ta chuyển, tu là một hình thức chúng ta chuyển nghiệp, chuyển những cái xấu dở của mình trở thành ra cái tốt để mình được vui vẻ nhẹ nhàng, người khác sống với mình cũng vui vẻ nhẹ nhàng, thì quý vị gọi là chuyển nghiệp. Quý vị thấy là ở bên Nhật á, một cái trận động đất sóng thần vừa qua, nhưng người ta rất là ngăn nắp, người ta rất là ngăn nắp và rất là trật tự. Thậm chí một đứa nhỏ nó xin được cái phần cơm đó, nó có thể nó nhường cho một người lớn tuổi. Người ta sống được như vậy, cho nên đất nước người ta dù có loạn cỡ nào đi, từ từ rồi nó cũng phải đi tới cái chỗ ngăn nắp thanh bình. Pháp Hòa đi qua bên Nhật, bữa đó ngồi trên chiếc xe bus đó, và có một cô đó, đó cô ngủ, cô làm rớt cái túi của cô, là rớt dù đó. Một đứa nhỏ 7 tuổi nó ngồi khóc kia, nó lại nó lượm. Nó lượm xong hai tay nó lại nó trả cho cô đó. Học sinh đi học á, nguyên cái vùng đó đó, thí dụ cái vùng đó có 14 nhà, có 14 đứa con nít đi học. Sáng là nó phải tập hợp ngay cái góc đèn xanh đèn đỏ đó, đủ 14 đứa thì cái đứa đầu nó cầm cờ nó dẫn đi, chứ không phải là đi lẻ tẻ à. Nó chịu trách nhiệm 14 đứa nhỏ ở cái khu vực đó. Rồi nó tới đứa nào đứng 5 đứa, 6 đứa đứng chờ đủ mười mấy đứa của khu vực đó rồi, thì bắt đầu cái đứa đầu nó mới cầm cờ qua đèn đỏ, dẫn nguyên đoàn em nhỏ đi học. Trật tự vậy đó. Cho mình mới thấy rằng á, đừng có nói chi là cả một cái chùa, cái nhà nội, cái nhà ở của mình thôi. Con cái của mình mà nó có luật lệ một chút, cái nhà nó đỡ lắm. Ví dụ như giờ nó đi mà nó không cần biết giờ giấc gì hết trơn, nó không cần biết cơm nước chị nhà, là cái nhà nó loạn lên, mà má nó cũng không biết giờ nào nó về ăn nữa. Ví dụ như trừ những đứa học sinh nó học lớn rồi, nó đi học đại học thì cái đó mình không nói. Nhưng mà trong một ngôi nhà mà hay là một cái chùa không còn luật lệ gì hết, không còn ngăn nắp gì hết, đâu có được. Cho đó là tại sao trong chùa không có cho nấu ăn riêng, là tại vì ai cũng vô cái nồi nấu riêng hết thì sao. Ví dụ giờ ta nấu ra 4 món rồi vô nhìn á, tôi không thích, cái tự nhiên đi làm món ăn riêng vậy đó. Rồi bây giờ chùa mà được chừng 10 người ở, 20 người ở mà sống kiểu đó thì làm sao. Cho hồi xưa có những chùa, tại sao chùa không có hai cái bếp, một bếp thôi. Chùa hai bếp là có hai mâm cơm rồi đó, mà hai mâm cơm nghĩa là bắt đầu nó tách, nghĩa là cái trong chúng nó không còn cái sự đồng lòng nữa, không được. Bây giờ thí dụ như 4 cái bếp cũng không sao hết, mà phải đóng hết 3 cái bếp kia. Cái bếp nào sử dụng một bếp thôi, chứ không phải bếp nào cũng mở. Rồi giờ 2-3 đứa nó nói bệnh, nó bệnh, mà tưởng sao nó rủ nhau qua kia, nó đi riêng nó ăn, đâu có được. Thí dụ vậy. Cho nên thứ nhất là giữ giới là chuyển biến tốt đẹp. Nghe nhiều chuyển biến tốt đẹp. Nghe nhiều là gì? Cái từ này trong kinh gọi là đa văn. Nhưng mà đa văn ở đây có cái ý là chúng ta chịu khó học hỏi. Cái người mà chịu khó học hỏi á, là họ sẽ bỏ được, họ sẽ giảm đi được một cái điều là họ sẽ được biết những gì họ chưa biết. Đúng không? Mình chịu khó mình nghe thì mình sẽ biết được những gì chưa biết. Điều thứ hai, sẽ làm trong sáng được những điều mình đã biết. Có những điều mình biết nhưng biết chưa tới nơi tới chỗ, hay có những điều chúng ta biết nhưng biết chưa rõ ràng. Nhờ hôm nay nghe rõ chúng ta biết tới nơi tới chỗ. Pháp Hòa ví dụ, hồi nào giờ mình lên trên chùa, mình hay nghe Phật tử để chúc mấy thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Mình nghe cái chữ đó mình loáng thoáng à, chưa bao giờ đọc cái chữ đó viết ra làm sao hết. Cái mình ghi vô, con chúc thầy pháo thể an khang. Thay vì là pháp thể là pháo thể khinh an, chúng sanh vị độ. Chữ V y ngắn chữ vị, mà chữ vị và chữ vị là hai nghĩa nó khác nhau. Nếu viết theo âm
âm chữ Việt mà âm Hán Việt đó. Chữ vị là không thể, vị là không bao giờ. Còn dĩ là dễ, chúng sanh dị độ. Hay là chữ cúng dường, có nhiều người chưa biết viết chữ cúng dường. Có người thì cúng vườn, vườn là vườn hoa. Có người cúng giường, giường giường ngủ. Ghi còn xin cúng giường thầy là cái chữ giường là giường ngủ chứ. Thì nếu như mình đã nghe cái chữ đó rồi, mình chịu khó mình tìm, mình đọc. Để chi? Để mình biết chắc chắn chữ đó viết làm sao. Nhiều lắm, nhiều vị viết nhưng mà muốn xài từ ngữ Phật Pháp nhưng không có rõ. Cho nên đa văn là vậy, đa văn là phải chịu khó học hỏi, đọc, nghe. Thì mình mới biết. Hồi xưa lúc mình cúng linh nó có câu này nè: hương linh bất muội, bất muội diêu văn. Tức là hương linh đừng có mê muội, đừng có mê muội. Hãy nghe lời tôi mời thỉnh là hương linh bất muội, bất muội. Cái cô đó cô đâu biết đâu, cũng nghe hương linh bắt muội, bắt muội. Cũng cái lời của tụ hương linh bắt muội, bắt muội. Bắt muội đâu đây? Đó là nhiều khi bất muội lắm, mình không có mê muội. Ngay cả chữ cúi đầu, người Việt viết Nam, Việt Nam nhiều người viết sai chữ chữ cúi đầu lắm. Con xin cúi đầu, mà cu ơ cô y cui là cái lại này lại cuối cùng á. Chữ cuối không có chữ ô, chữ u y ngắn thôi, cuối, cuối đầu chứ. Thế nên mới nói nếu mình nghe cái chữ đó, phải không? Mình nghe chữ đó mà mình hiểu được cái chữ đó rồi mình viết đúng, thì cho nên cái sự đa văn học hỏi của mình nó không có bắt đầu hết á. Và nó làm cho mình sao nữa, nghe nhiều là chuyển biến. Tại sao nghe nhiều mà chuyển biến tốt đẹp? Tại vì nhờ mình học hỏi. Chữ nghe nhiều đây không có nghĩa là nghe ngóng chuyện người ta nha. Mình chịu khó học hỏi. Còn nghe ngóng chuyện người khác mà không làm cho mình minh tịnh rõ ràng được nữa, không nên nghe. Cái đó là nghe chỉ làm cho mình thêm phiền não. Còn mình nghe cái gì, nghe cho nó rõ. Cho nên Ngạ Nan mở đầu kinh theo: chính tôi được nghe, tôi không có nghe người khác nói lại. Chính lỗ tai tôi nghe được điều đó. Cho nên bất cứ bài kinh nào mở đầu cũng nói cái câu chính tôi được nghe, để xác định với chúng ta rằng bài kinh này là chính thật Ngạ Nan nghe, chứ không có vấn đề gọi là nghe lại. Có những cái chúng ta biết mà biết chưa rõ, nhưng nhờ nghe vậy cho nên rõ hơn. Đại từ chuyển biến tốt đẹp, đại bi chuyển biến tốt đẹp. Hai chữ đại từ, đại bi. Quý vị thường nghe chữ từ bi phải không? Nhưng mà từ là gì, bi là gì? Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp người ta hết khổ. Pháp Hòa ví dụ, người ta đứt tay, đứt tay, cầm tay người ta lên, rắc thuốc, băng bó. Đó là gì? Bi. Bi là bạc khổ rồi. Bây giờ người ta đứt tay, mình băng bó cho người ta hết rồi. Nhưng mà sau đó cho thêm một viên thuốc Tylenol 3, thí dụ vậy, để người ta uống cho người ta giảm đau nhức. Đó là gì? Đó là từ. Mình chữa người ta hết bệnh rồi, ta phục hồi rồi. Bây giờ cho người ta thuốc bổ, hoặc chỉ cho ta công thức ăn uống sao ta phục hồi sức khỏe trở lại. Hết bệnh nhưng sức khỏe đang yếu, phải cho người ta thuốc, phải cho người ta ăn uống như thế nào để người ta trở lại bình thường. Thì từ và bi là vậy. Cứ nhớ vậy đó. Từ cho vui, bi bớt khổ. Bi là bớt. Cứ nhớ vậy cho nó dễ nhớ thôi. Cái cách khoa học là vậy đó. Mà không thử hầm, mình không có cái công thức của từ thì mình có công thức của bi. Bi là bớt khổ, bi bớt. Bi bớt khổ, từ cho vui. Tại vì tiếng Hán là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Thì cách mà để làm cho mình nhớ từ là gì, bi là gì,
Thì Pháp Hòa nhớ vậy đó. Giờ Pháp Hòa chỉ cái cách đại chúng nhớ. Bi là gì? Bi bớt. Bi bớt khổ, từ cho vui. Thì nếu mình có được cái từ và cái bi, chuyển biến tốt đẹp. Có những người, người ta có ác tâm với mình, người ta nghĩ chưa thông cảm với mình. Nói chưa ác tâm thì nặng, chứ người ta chưa có cảm tình với mình. Đâu có sao đâu, tại vì sao? Người ta chưa bao giờ đối diện với mình, người ta chưa có đụng chạm gì mình. Nhưng có thể người ta nghe, người ta nói xấu về mình. Đừng có buồn cái chuyện đó. Mình gặp người đó cũng đừng né, đừng gì, cứ bình thường, cứ đem cái tâm từ, cứ sống đúng. Tự cái đó mình chuyển cái tâm người ta suy nghĩ. Đó, chị nghĩ không tốt thì tôi. Cái tự nhiên người nó suy nghĩ, ủa, tôi nghe người này nói người đó vậy mà tôi tới tôi gần tôi đâu thấy họ vậy đâu. Thì cái cách sống của mình chuyển cái tâm người ta. Phật là chuyên môn kiểu vậy đó. Như Phật độ Ngài Ca Diếp đó. Ngài Ca Diếp á, mà trước khi theo Phật á, ông là một giáo chủ của đạo thờ lửa đó. Nhưng mà cuối cùng rồi lấy cái tâm, cái cách sống của Phật chuyển được ông. Chứ có những người mà người ta đến với mình, người ta xấu là chẳng phải người ta ghét gì mình, người ta chưa biết gì về mình. Nhưng có thể là họ nghe đâu đó người ta nói không hay về mình. Mình có biết đi nữa, mình cũng cứ bình thường, cứ sống đúng. Cho nên quý vị biết ở trong kinh Dược Sư á, hay nói gần trong Phật pháp mình có hai loại chết đó, nhớ không? Ai đọc kinh Dược Sư rồi, sám pháp Dược Sư đó, xin đem con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ ba đức, nhớ không? Vậy thì hai chết là gì? Hai cái chết là gì? Khi nào mình chết á, mình nhắm mắt, mình ngưng thở, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Thế nào mình cũng sẽ một lần chết kiểu đó, đúng không? Thế nào mình cũng sẽ có một ngày nào đó nhắm mắt ngây đơ ngưng thở, kêu là chết ngắt. Nhưng cái chết đó ai cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Hiện tại chúng ta sống đây, chúng ta cần có một cái chết, phải có. Cái chết này gọi là chết gì biết không? Biến dịch sanh tử. Biến là gì? Biến là đổi. Dịch là dời. Hãy dời đổi cái sống dở của mình để mình có một lấy cái chết đó. Cái này mình phải cần. Biến dịch sanh tử. Ví dụ như á, hồi đó mình là cái người rất là dễ hờn mát. Mình đổi cái tánh đó đi. Tự nhiên bạn bè nhiều, ai cũng tới chơi với mình, tại vì không có hờn mát nữa. Mình biến dịch cái đó đi, đổi cái tâm đó. Thì trời ơi, bây giờ cái người đó không có phải vậy nữa đâu nha, bây giờ dễ thương lắm. Hoặc là hồi xưa mình đã sống rất là cầu kỳ, ai gặp mình ta cũng né, tại vì mình cái kiểu mình kiểu cách thay đổi cái sống bình dân với mọi người ta đơn giản. Sư ông làng Mai xong kể, có một lần xong đi qua giảng, cái có cái ông đó ông chạy tới: thầy có phải là thầy Nhất Hạnh viết cái quyển Hoa Sen Trong Biển Lửa không? Thầy Hòa Thượng mới nói: ô, ông Nhất Hạnh đó chết rồi. Còn ông Nhất Hạnh bây giờ là ông Nhất Hạnh khác. Tại sao Hòa Thượng nói vậy? Vì mấy chục năm trước khi Hòa Thượng viết cái quyển Hoa Sen Trong Biển Lửa là một Nhất Hạnh đang sống trong thời loạn đó, và có những tư tưởng, những cách sống đó, những lời nói đó. Nhưng Nhất Hạnh của mấy mươi năm sau là có càng ngày cái sự tu tập nó càng nhuần nhuyễn hơn, thì phải viết khác chứ. Quý vị hiểu và nói không? Ở đây ai thuộc cái bài Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa Đại Hùng Từ Phụ Thích Ca, nhớ không? Quý vị biết không? Cái bài đó thật ra là một cái bài ngày xưa Hòa Thượng viết cho thanh niên tụng mỗi buổi sáng trong cái thời loạn. Và những từ ngữ trong đó, thí dụ như là Việt Nam hai miền tranh chiến, xin cho khói lửa đồ, những cái lời đó toàn là cầu nguyện cái thời loạn của Việt Nam. Nhưng sau này đâu còn chuyện đó nữa. Thì cũng cái bài đó Hòa Thượng viết lại, sửa lại một vài câu. Bây giờ thuần túy là cái gì? Tu tập và chuyển hóa nghiệp lực thôi. Tu tập và chuyển hóa.
Bây giờ cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy đó, cái bản văn bây giờ là bản văn mới, chứ bản hồi xưa là gì? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt khỏi ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân gì đó. Giờ ngay trong đó ngài soạn lại một cái văn, bài đó là hòa thượng viết, bài cũ, bài ngày xưa đó hòa thượng viết năm hòa thượng 24 tuổi. Nhưng bây giờ cái đường lối tu tập của mình nó nghiêng về cái sự chuyển hóa tự thân. Thí dụ: văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý nôi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, cùng tăng thân xin quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Thì ở đây Pháp Hòa thưa đại chúng, chuyển là vậy. Tức là có nhiều khi vào cái thời đó, với cái tư tưởng của mình, tại vì sao con người của chúng ta sống, hồi mình còn trẻ mình sống khác, khi mình có tuổi một chút, tư tưởng mình, cái nhìn mình nó khác, và càng về già thì tâm mình nó lại càng thấy khác. Vì sao? Sống tới mấy chục năm rồi, đường đời là phải trải qua một quá trình, là tự nhiên giờ con người mình nó chùng xuống, nó đầm trở lại, nó không có phải như ngày xưa háo thắng. Hồi trẻ là háo thắng, thích nổ, và nổ hoài thấy cũng pháo lép thôi, thì thầy khỏi nổ. Bình thường. Và thậm chí mình chưa nổ là ta dập cho mình khỏi nổ luôn, thì trời ơi bao đau thương. Cầm pháo hoài mà không bao giờ được đốt, tại vì người ta biết pháo của mình hết trơn, ta chưa gì là người ta đã dập tắt, thì tự nhiên mình phải thấu đáo. Có một em, nói chứ em chứ bạn, bằng tuổi Pháp Hòa luôn, hai đứa là qua đây là đi học vô trường, gặp nhau từ những năm tháng năm 1986, học chung lớp chung trường, bây giờ là năm gần 50 tuổi rồi, năm nay là 47 rồi phải không? Mới lên thăm Pháp Hòa hôm Tết, buồn lắm. Giờ 47 tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình dắt dai. Tình thì có nhưng mà không tình nào trụ hết. Bây giờ thấy, nhưng mà Pháp Hòa hỏi là, Pháp Hòa nói ok bây giờ du á, là thấy là bây giờ tất cả mọi người bằng tuổi mình, cùng thời của mình, bây giờ người nào cũng hai vợ ba, xin lỗi, một vợ hai ba con. Nhưng mà Du nghĩ, Du nhìn lại họ với Du, có ai khỏe hơn, ai khỏe hơn, đi lợi mà nếu mà thân tình mà ngồi mà nghe họ rên. Thật sự ra cái gì nó cũng do cái tâm mình, nhiều khi mình không có nghiệp. Giờ Pháp Hòa mới nói đôi khi á, thí dụ mình lấy kinh nghiệm, những cái gì nó xảy đến với mình đều rút từ cái kinh nghiệm đó. Và bây giờ hồi xưa là sống là không biết nghĩ tới ai nha, bây giờ bắt đầu biết nghĩ là, vừa rồi dỗ mấy ông bạn cỡ lớp vậy nè, lên nhờ ghi tên lên một danh sách vậy, nhờ Pháp Hòa cầu siêu cho mấy anh bạn đó. Thật ra thì ảnh không nhờ thì chùa vẫn làm rồi, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì người này sống chưa bao giờ nghĩ tới ai, nhưng hôm nay biết nghĩ. Sống thì không biết tại mình không ít có giao tiếp, nhưng còn nhớ tới những người bạn đã chết của mình, và lên nhờ Pháp Hòa ghi danh sách. Pháp Hòa nói ôi yên tâm đi, đều là bạn của mình hết mà. Nhưng Pháp Hòa vui là vì anh đã nghĩ tới. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc đời này á, mình tu gì không biết, nhưng mà nhớ chuyển được cái tập nghiệp của mình là một cái chuyển hóa thù thắng lắm. Chuyển hóa thù thắng lắm. Có nhiều khi người tu mấy mươi năm mà chưa chuyển, người ta khổ với mình mấy mươi năm. Có nhiều người vô chùa mới có 2 tháng mà chuyển. Thì như vậy thì ở cái chỗ ngộ đạo và tu đạo, nó không luận tuổi tác, nó không nói thời gian, mà ở cái chỗ là chúng ta chịu quyết tâm không?
chuyển hóa không? Mình đừng có chuyển chỗ ở. Chỗ ở nó không làm gì chứ. Cho nên nhiều khi vợ chồng Hòa cũng nói hoài, Pháp Hòa nói bây giờ anh chị á, không hợp nhau ly dị phải không? Rồi 5-3 tháng sau quen người mới phải không? Mà không chuyển cái này rồi cũng tiếp tục à. Tại vì bây giờ mấy anh chị không chuyển được cái tôi của mình, cái ngã của mình. Mấy anh chị cứ đem cái ngã này cứ gắn vô, sống hoài như vậy thì cuối cùng cũng không được gì đâu. Chỉ làm giàu cho luật sư thôi. Chỉ làm cho con cái mình nó đau khổ. Một lần ly dị là một lần đau thương chứ. Một lần mà chia tay là một lần đau khổ chứ. Chứ đâu phải bình thường đâu. Thành ra không phải là cái vấn đề mình ly dị, mà cái vấn đề là chúng ta có ly được cái tật, cái nghiệp của chúng ta không. Chứ không phải mình ly người này. Đời mình ly người này, mình vẫn sống với người kia. Nhưng mà ai cũng có cái tập nghiệp của mình hết. Chuyển cái đó. Thì tu là chuyện mà có những cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà đối với người khác là một cái sự kinh khiếp. Đó là đại thừa đó. Đó là đại thừa đó. Có những cô lên mà chia sẻ mà quý vị không thể tưởng được cái vui của họ. Và có những cái thơ người ta viết cho Hòa, quý vị không tưởng được cái niềm vui của người ta. Hồi xưa giờ con sống con không bao giờ biết nghĩ tới ai. Từ ngày con biết sống với Phật Pháp là con thấy cuộc sống con nó vui hơn. Vì con thấy con biết thương được người khác. Con biết quan tâm tới người khác. Thì họ lại vui. Hồi xưa sống biết mình thôi à. Cũng thấy bình thường, cũng ok lắm. Nhưng bây giờ mình sống mình biết thương người khác, tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó hạnh phúc ghê lắm. Cho nên á, quý vị làm việc nhỏ đi, nhưng mà đại thừa hết á. Ai mà tới chùa, người ta lễ Phật xong rồi, ăn cơm chưa? Mời người ta xuống ăn cơm mà thậm chí mình đích thân mình đi làm cho người ta miếng cơm ăn. Người ta không phải đói một chén cơm, không phải tới, không, người ta không phải tới vì chén cơm đó đâu. Nhưng mà chính cái đó nó nói lên cái tâm thương của mình. Nuôi tâm từ bi. Cảm ơn chị, nghe nhờ chị tới hôm nay mà tôi nuôi được cái tâm từ bi của tôi. Hai người, ba người là mỗi một lần thấy người tới là nuôi tâm. Đó là bốn cái tâm mà mình gọi là chuyển biến thù thắng tốt đẹp. Người nào mà hay nóng giận mà họ mà bớt được giận họ mừng lắm. Mà người thân của họ cũng mừng lắm. Có một em đó, sống làm khổ cha mẹ mấy chục năm nha. Cái mùa Vu Lan năm đó đó, tự nhiên em nó viết được cho cha mẹ một cái câu đối. Kiểu như nó mượn cái câu người ta mà nó viết. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nó nói thầy biết con làm cái cặp đó về con dâng cho mẹ con ôm con, mẹ con khóc nức nở. Rồi con cảm ơn thầy, nếu không có quý thầy hướng dẫn con chưa bao giờ biết mấy cái câu này trong đời con. Đối với mình nó quá bình thường, nhưng mà đối với mẹ của em đó, trời, thằng con mình bữa nay nó chuyển biến thù thắng. Và chính em nó cũng rất là vui vì nó chưa bao giờ biết nghĩ tới cái đó cho mẹ cho ba. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh trọn cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nó viết được những câu đó. Cho nên ví dụ như thỉnh thoảng nghe, mình sẽ nghe con mình lâu lâu nói một câu mình giật mình á, thằng này bữa nay biết suy nghĩ nha. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chợ, Pháp Hòa sợ nhất là đi chợ mà vô mà không có gì đi ra tay không, sợ lắm. Bác kia ở trong chùa nè, sai đi mua. Bây giờ mua xả không có xả, cũng kiếm gì đi ra, mua chai nước tương, mua bánh mì, đem về không đúng ý mấy bà la. Nói sao kia đi mua xả mua cái này. Nó đi vô không có gì mua hết trơn, đi ra kỳ lắm không được, phải mua cái gì. Thì có một bác đó, bác nói, lúc đó vào nhỏ lắm, có vào mười mấy tuổi. Thì bác đó mới nói, kệ đi mấy chị ơi, chú sống vậy là chú có cái đức của chú đó. Tự nhiên cái câu nói mình lúc mình làm mình không có nghĩ, nhưng cái người khác người ta thấy, vì người ta lớn hơn mình, ta thấy cách sống mình, ta nhận định. Cho nên thưa đại chúng á,
có những cái mà trong cuộc sống của chúng ta không có nghĩ đâu, nhưng mà chúng ta cứ làm, nếu chúng ta thấy điều đó tốt đẹp thì chúng ta làm. Cho nên tại sao mà nói một cái việc làm tốt mà cảm hóa đất trời? Đất trời nè, mà thật sự người phàm mà người ta còn thấy được điều đó thì huống chi trời đất. Nếu bây giờ mình làm ác đi, mình sống bất thiện đi, có động tới đất trời không? Thiên tai bão lụt quá trời quá đất nó cứ xảy ra. Cho một khi mình phát tâm đi xuất gia, người nào phát tâm đi xuất gia, cõi ma nó rúng động. Tại sao? Vì cõi đó sắp sửa một con người trong cảnh giới đó bước ra, nhưng nó không để mình yên đâu. Nó không để mình yên đâu. Mình tu tà tu la ra để yên vậy đó. Người nào phát tâm dũng mãnh là nó càng. Cho mình thấy ủa tại sao tôi tu càng tu thì mà tôi gặp càng chướng duyên, càng nạn tai. Đừng có lo, mình càng tu đạo mà cao một chút thì ma nó phải cao hơn. Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Chữ ma này là gì? Là những chướng ngại nó thử thách mình, nó làm cho mình phải gặp bao nhiêu cảnh. Để chi? Không có vững là mình làm gì? Thổi tâm liền, rút lui liền, trở về nhập vô cảnh giới của nó liền. Cho nên trong kinh Pháp Hoa không, ma cũng có dân ma. Nói trời ơi, cái người đó nó nói dốc tàn canh gió lạnh vậy mà cũng có người tin. Ồ, nó cũng có những người, người ta cùng chí hướng đó chứ, chứ đâu phải bình thường. Thôi thì tối hôm nay mình học hai đoạn ha. Tâm như núi, tức là thấy người ăn xin, tâm không có thù hận hiềm khích. Hai là thấy người đi sai đường, chúng ta thương xót. Ba là có trí tuệ viên mãn, để chúng ta không buông bỏ ai, việc gì. Thứ tư là chúng ta tu được các cái hạnh tới cái chỗ cùng tận. Rồi bốn cái điều mà tốt đẹp về sự chuyển hóa. Một là chúng ta giữ giới chuyển hóa tốt đẹp, nghe nhiều chuyển hóa tốt đẹp, đại từ đại bi chuyển hóa tốt đẹp. Thì mình học hai đoạn hôm nay thôi, rồi tuần sau mình học tiếp. Cũng thưa đại chúng, ở đời cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì Pháp Hòa đáng lý ra là chương trình đi giảng là sau cái Tết này là đi suốt luôn đó. Nhưng mà không ngờ một cái con virus rất là nhỏ thôi, nó đá mình văng trở lại chùa. Giờ chưa biết ở tới chừng nào. Hồi nãy cô Đức Hữu cô vô cô nói nói nhỏ thôi nha, cũng cảm ơn virus á, chứ đi chùa dễ gì gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới nói ở mình ở nhà thì mình phải tu tập. Mà thiệt sự á, nếu như mà mình sẽ ở già dài dài cho tới tháng 5, tháng 6, Pháp Hòa vẫn còn rất nhiều việc Pháp Hòa muốn thực hiện làm. Hồi trưa này là lên enjoy cái tủ kinh lắm, mở ra rồi tra dò từng cuốn kinh mà lâu nay mình đang muốn tìm tới mà chưa có thời gian đụng vô. Cho nên trưa hôm nay lại có thời giờ làm việc đó. Rồi cái thư viện của mình ở dưới đó cần phải update lại những cái sách vở trong đó, mà hôm nay qua mua về qua để biết bao nhiêu sách hay trong đó mà chưa có giờ để mà sắp lại. Cho nên có cơ hội là Pháp Hòa ở nhà qua làm mấy việc đó được. Không có người muốn làm việc là không bao giờ mình không có việc để làm, đúng không? Chỉ khi nào mình không muốn làm thôi, còn mình muốn làm là không bao giờ mà không có việc. Cho nên đó, ngay cả chữ làm biếng, làm biếng cũng phải biết làm nữa đó. Chứ không phải là ví dụ như nó bữa nay tôi mệt quá, tôi form vô tôi kho xích ngày, tưởng sao ở nhà ra vườn cuốc đất. Cái đó làm biếng. Làm biếng là phải làm sao mình có một ngày thảnh thơi cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Cái đó là mình làm biếng việc làm, nhưng mình không làm biếng ở cái tâm tư của mình. Mình vẫn có những cái chuyện mình làm. Thôi thì xin chúc đại chúng có một tuần an vui. Thì cũng xin thông báo là có thể mình sẽ có thông báo là bắt đầu tuần sau đó. Thì chỉ những gia đình cúng thất, lên cúng thất nếu tình hình mình thấy không ổn. Thì mình sẽ giảm đi cái phần public, tập hợp đông. Những gia đình Phật tử nào còn cúng thất thì lên. Mỗi tối chúng ta vẫn tụng kinh bình thường. Vì sao? Vì không có đông.
mỗi tối mình tụng kinh có mười mấy hai mươi người thì ok. Quý vị nào rảnh cứ về chùa tụng kinh để cầu nguyện cho nạn dịch, chúng ta vẫn tụng kinh bình thường, và thứ bảy chúng ta vẫn nghe pháp. Chỉ có chủ nhật thì mình cố gắng trên dưới 100 người vậy thôi. Dạ, thì mong là đại chúng giữ tâm bình an trước những cái loạn lạc như thế này, thì cái tâm bình đó để mình cũng làm cho người khác cũng đỡ hoảng hốt, và cố gắng dâng tâm thành mình cầu nguyện cho lần nạn này. Xin chúc đại chúng an lạc. Thì hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.